bài thơ viết riêng cho làng nụ lột tả rõ ràng nỗi đau rồi bình minh sẽ lên người sống vẫn phải bước tiếp pkt xin chào các bạn đang theo dõi pkt hiện tại không khí tang thương vẫn bao trùm khắp thôn làng nụ người may mắn sống sót không biết lúc nào mới nguôi ngoai nỗi đau khi có tới 52 người tử vong 14 người mất tích không một điều gì có thể cuốn bay được nỗi buồn bã trống vắng trong lòng của những người ở lại Bài thơ dành riêng cho làng nổ khiến triệu trái tim đau xót. Trận lũ ống lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn làng nổ xã Phúc Khánh Bảo Yên, Lào Cai vào sáng ngày 10 tháng 9 năm 2024 gây hậu quả nặng nề, vùi lấp toàn bộ thôn. Ngay sau khi nhận được thông tin, bộ đội quân khu 2 đã lập tức hành quân trong đêm đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Cán bộ chiến sĩ không quản hiểm nguy, dầm mình trong bùn đất, mong xoa dịu khỏa lấp phần nào nỗi đau mất mát quá lớn nơi đây đến tận bây giờ những người may mắn sống sót cũng không nghĩ nổi vì sao ngôi làng nhỏ dưới thung lũng xanh lại xảy ra thảm kịch chỉ trong giây lát như vậy những ngày này lẽ ra dân làng đặc biệt là các em bé sẽ quây quần bên nhau cùng đón tết trung thu tết truyền thống của trẻ thơ thế nhưng tại nơi đây vì thiên tai bất ngờ ập xuống cuốn trôi cả những gì tươi đẹp nhất của các em. Mới đây tác giả Bích Yên đã viết nên một bài thơ dành riêng cho nỗi đau của làng nổ, khiến ai đọc cũng dâng lên những niềm cảm thông và thương cảm sâu sắc dành cho bà con. Chúng tôi xin trích nguyên văn bài thơ như sau. Trung thu làng nổ. Các con ơi, dậy rước đèn, sao còn nằm mãi giữa nền đất hoang, qua rồi bão lũ đã tan mưa giờ đã tạnh mây quang gió ngừng sao con bỏ lại bản mường sao con chẳng dậy đến trường học ngoan bạn bè đang đợi các con cô thầy dõi mắt mỏi mòn chờ trông hoang tàn bùn đất mênh mông con còn đâu đó sao không tìm về trung thu đang đến cận kề sao không giữ hẹn bạn bè ngắm trăng con nằm thân thể lạnh băng bao người đau tựa dao băm tim mình tai ương ập đến thình lình, phá tan làng xóm, gia đình còn đâu. Các con ơi, tỉnh dậy mau, thu này và những thu sau rước đèn, trung thu về đến trước thềm, bản mường sao chẳng tiếng khèn gọi nhau. Thu này đến vạn đời sau làm sao nguôi được nỗi đau hiện giờ, khóc thương thân trẻ dại khờ, tương lai tắt vụt một giờ lũ qua. Thương làng nụ như thịt da, đớn đau như thể thân ta đoạn lìa rước đèn mắt lệ đầm đìa các con ơi dậy mau về chung thu ngay khi xuất hiện bài thơ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận cũng như lấy đi không ít nước mắt của mọi người ngoài sự thương cảm dành cho những người dân làng nủ nhiều người cũng dành lời khen và cảm ơn tác giả đã dùng câu chữ của mình để lột tả nỗi đau ám ảnh thôn làng này. Dưới đây là một số bình luận của cộng đồng mạng. Cảm ơn tác giả đã nói hộ mọi người cảm xúc xót thương đồng bào làng nủ Đọc bài thơ nghe xót xa quá, nước mắt không ngừng rơi tác giả ơi. Mến chúc tác giả bình an, hạnh phúc nhé. Đọc thơ mà nước mắt rơi, lòng đau xót, thương các con còn bé nhỏ chưa biết chuyện gì. Các con sang bên kia, nhớ tìm thấy nhau nhé, không bơ vơ lạc lõng lắm. Sang bên ấy, các con sống vui khỏe nha các con đọc bài thơ mà đau từng chữ, từng vần, thương mọi người, thương các con ở nơi vùng lũ đã cướp đi cuộc đời của các con. A Di -si Đà Phật. Mong sao không phải chịu những cơn bão lũ như thế này, để phải chịu cảnh đau thương mà có những bài thơ đáng ra không có và không phải đọc. Đặc biệt có một cư dân mạng khác cũng đã để lại bình luận là một bài thơ thể hiện sự đồng cảm chia sẻ cùng với những người dân đáng thương nơi làng nụ. Sinh ra trong một kiếp người, quê hương yên ả à, đẹp tươi tháng ngày. Vậy mà trời đất thẳng tay, gây ra lũ quét nơi này tang thương. Ao ao tàn phá quê hương, gây bao đau xót không lường trở tay. Giờ đây mảnh đất nơi đây, cái tên làng nụ đẹp thay ngày nào. Chìm trong bão lũ mưa rào, lấp vùi tất cả, ôi sao nghẹn lòng. Còn đâu ngày tháng tươi hồng, Trung thu trăng sáng đèn lồng lung linh Còn đâu những nụ cười xinh Còn đâu díu dít quê mình Con ơi Còn đâu dạng dỡ nụ cười Con nằm lặng lẽ Một trời xa xăm Con đi xa mãi ngàn năm Quê hương con đó Con nằm lặng thinh Đêm nay trăng sáng lung linh Trung thu cả nước một tình nhớ thương Các cháu mọi ngả quê hương Hướng về làng nụ Nén hương tỏ bày Thôn làng nổ vốn bình yên. Chỉ sau tiếng nổ lớn đã trở thành một đống đổ nát, hàng ngàn khối đất đá núi voi sạt xuống vùi lấp đi 40 ngôi nhà là nơi sinh sống của gần 170 nhân khẩu. Những nạn nhân xấu số ra đi mãi mãi khi chưa kịp tỉnh giấc sáng sớm, để lại nỗi đau thương cho người ở lại. Bầu không khí tang thương tại thôn làng nổ không biết lúc nào nguôi ngoai khi vẫn còn 14 người mất tích tiếng khóc nghẹn của những người chờ tìm kiếm người thân mất tích xen lẫn với tiếng kẻ báo động nguy cơ tiếp tục sạt lở vang lên làm cho lòng người ai nấy đều vô cùng xót xa người sống vẫn phải bước tiếp thôn làng nủ bảo yên lào cai có gần một trăm bảy mươi nhân khẩu thuộc dân tộc tày giao sinh sống dưới chân núi con voi từ nhiều năm nay Nơi đây vốn là bản làng yên bình với cánh đồng lúa xanh mướt nằm dọc theo hai bên con suối và chưa từng xảy ra thiên tai. Cả bản làng bị san phẳng chỉ trong tích tắc. Sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 10 tháng 9 vừa qua, cả thôn làng nụ gần như bị xóa sổ, san phẳng bởi đất đá. Hiện không khí tang thương vẫn bao trùm khắp bản làng. Người may mắn sống sót không biết lúc nào mới nguôi ngoai nỗi đau khi có tới 52 người tử vong, 14 người mất tích ông diệp trưởng thôn làng nụ là người hô hào dân bản tìm cứu người còn sống sót và nhờ báo làng nụ bị vùi lấp lên xã phúc khánh đến giờ người đàn ông này vẫn chưa hết bàng hoàng trước cảnh cả làng bị san phẳng chỉ trong tích tắc ông cho biết từ bao đời nay núi con voi là ngọn núi che chở bảo vệ cho mọi thế hệ người dân làng nụ đây cũng là nơi cung cấp nguồn nước làm nên cánh đồng lúa chủ phú vậy mà nay núi lại nổi cơn thịnh nộ, khiến cả bản chìm trong tang tóc, đau thương. Hình ảnh ấy cũng đã ám ảnh trong tâm trí thân nhân các nạn nhân xấu số. Anh Bóng sinh năm 1980 kể, trước khi lũ quét xảy ra, trời mưa rất nhiều nên anh và các thành viên trong nhà suốt nhiều ngày thay nhau thức để canh chừng, sợ lũ quét đổ về. Ngày 10 tháng 9, anh dậy sớm qua nhà người quen có việc. Anh vừa đi được vài trăm mét thì nghe tiếng nổ lớn, quay lại nhìn mọi thứ đã quá muộn. Lũ quét đổ về âm ầm bao trùm cả thôn, cần lũ bất chợt đã cướp đi năm người trong gia đình anh bóng, gồm vợ anh, con trai cả, con dâu, con gái út và cháu nội, 38 ngày tuổi. Sau đó dưới sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, hỗ trợ tích cực từ lực lượng chức năng, sáng 14 tháng 9, anh đã tìm thấy năm thi thể người thân và an táng theo phong tục của địa phương. Anh Hoàng Văn Thới sinh năm 1992, rơi nước mắt khi có người hỏi thăm tình hình gia đình. Anh cho biết gia đình anh có 6 người thì chết 5, riêng con út 1 tuổi chưa tìm thấy thi thể. Sau đó anh đưa đôi bàn tay nhuốm đầy mùi bùn đất gạt những giọt lệ, đôi mắt bỗng đỏ hoe. Anh Thới kể đêm mùng 9 tháng 9 anh đi làm và không về nhà. Hôm đó trời mưa lớn, nhà bị dột nên mẹ vợ và ba đứa con của anh sang nhà người thân ở nhờ. Dạng sáng mùng 10 tháng 9 sau tiếng nổ lớn, đất đá và bùn ập xuống đã chôn vùi toàn bộ ngôi nhà nơi gia đình anh trú ngụ. Bà bóng cũng như bao người làng nụ may mắn sống sót phải chịu cảnh chồng mất tích sau cơn lũ. Ngày nào bà cũng đi men theo con suối nơi lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích với hy vọng tìm thấy thi thể chồng mỗi lần lực lượng chức năng tìm thấy một thi thể bà bóng lại vội vã chạy lại xem đó có phải là chồng mình hay không song tất cả đều không phải người thân của bà khiến trái tim của người phụ nữ lớn tuổi càng đau thắt chẳng còn sức để khóc ở làng nụ có những gia đình may mắn thoát nạn nhưng họ lại rơi vào cảnh màn trời chiếu đất nhà cửa và tài sản đáng giá đều bị lũ cuốn thậm chí đất canh tác và hoa màu cũng chẳng còn họ phải sống nhờ nhà người thân, còn cơm ăn áo mặc trông cậy từ hàng cứu trợ. Vì thế, họ chẳng dám nghĩ tới tương lai. Làng nụ mới, niềm hy vọng mới của những người may mắn sống sót. Suốt 7 ngày qua, người dân cả nước đều hướng về làng nụ. Ai cũng hy vọng có thêm nhiều kỳ tích về với thôn. Rất nhiều nhà hảo tâm đã đến và đem đồ cứu trợ như chăn chiếu, quần áo, nhu yếu phẩm, giúp đỡ bà con các tổ chức cá nhân cũng đã gửi đến tận tay những gia đình gặp nạn khoản tiền nho nhỏ. Những ai cũng hiểu rõ điều quan trọng và cấp thiết với người sống sót là nơi ở mới an toàn. Chiều 15 tháng 9, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, đã chủ trì buổi làm việc khảo sát thực tế địa hình với các cơ quan của tỉnh, chuyên gia về địa chất, thường trực huyện ủy Bảo Yên về phương án bố trí khu vực tái định cư làng nụ. Sau khi nghiên cứu thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã kết luận một số nội dung, theo đó, nhà sàn tại khu vực tái định cư làng nụ sẽ do Hội Kiến trúc sư Việt Nam thiết kế. Nhà được xây dựng theo mẫu kiến trúc truyền thống của người Tài. Xây xong sau khi bản giao sẽ được các hộ dân bốc thăm chọn nhà, đảm bảo công bằng, dân chủ. Với địa điểm xây dựng khu tái định cư làng nụ có hai phương án được đưa ra. Phương án 1 giữa cánh đồng khoảng 3 hecta Nhưng phương án này không an toàn vì mặt bằng thấp có dòng suối chảy quanh. Nguy cơ lũ quét có thể xảy ra rất nguy hiểm. Phương án 2 nằm ở khu vực đồi Sim, cách làng Nụ Cũ 2 km, địa hình cao an toàn, thuận lợi bố trí hạ tầng giao thông, điện nước rộng rãi. Sau khi nghiên cứu thảo luận, chủ tịch tỉnh Lào Cai kết luận lựa chọn phương án 2. Sau đó tại buổi làm việc, khi được hỏi, ý kiến 100% người dân cũng biểu quyết chọn phương án này. Về tiến độ thực hiện, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu ngay trong ngày 16 tháng 9, máy móc sẽ được đưa vào để khai thác đo đạc quy hoạch, thống kê đền bù giải phóng mặt bằng thi công và hoàn thành trước 31 tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, khu vực tái định cư mới còn có thể bố trí cho số hộ dân đang ở vị trí thấp chứ không phải chỉ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét tại thôn Làng Nủ. Làng Nủ nhiều mất mát và đau thương, nhưng người may mắn sống sót vẫn phải sống. Họ sẽ chẳng thể nguôi ngoai nỗi đau mất người thân, mất hàng xóm, nhưng bình minh lên vẫn phải chào đón và bước tiếp nhân dân làng nụ biết ơn bộ đội cụ hồ khi bộ đội hành quân về địa phương giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét sạt lở đất tìm kiếm người mất tích anh hoàng văn sương ở thôn làng nụ xã phúc khánh bảo yên lào cai chủ động báo cáo lãnh đạo thôn mời cán bộ chiến sĩ về nhà mình ở trong thời gian thực hiện nhiệm vụ không chỉ lo chỗ ở cho cán bộ chiến sĩ hàng ngày vợ chồng anh sượng cùng các cán bộ chiến sĩ đã tìm kiếm nạn nhân mất tích nhìn những người lính trẻ không quản gian khó nguy hiểm để giúp đồng bào. Bà Hoàng Thị Thủy, mẹ của anh Hoàng Văn Sượng xúc động. Bộ đội cụ Hồ đã hết lòng vì bà con và bà con cũng thương bộ đội nhiều lắm. Đến quá giờ trưa, binh nhất Bùi Văn Hòa, chiến sĩ đại đội 7 tiểu đoàn 8 trung đoàn 94 sư đoàn 316 quân khu 2 mới cùng đồng đội tạm nghỉ sau nhiều giờ men theo con suối tìm kiếm nạn nhân. Trở về vị trí tập trung, hòa được bà Phạm Thị Hảo, trưởng thôn Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên trao tận tay suất cơm nóng hổi. Những ngày qua, để đảm bảo cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ, hàng ngày người dân địa phương tự nguyện giúp bộ đội nấu cơm. Bà Hảo chia sẻ, nhìn bộ đội dầm mình trong bùn lầy tìm kiếm nạn nhân, tôi rất xúc động. Chỉ mong mình làm được nhiều hơn để bù đắp cho các anh, để các anh có sức khỏe, tìm thấy hết nạn nhân mất tích, với bớt nỗi đau của người dân làng nụ. Thật xúc động, bởi cả thôn đều hưởng ứng làm theo. Đúng là càng gian khó, nguy hiểm Tình quân dân càng sâu đậm bền chặt. Đặc biệt càng sát cánh cùng đồng bào nơi đây, chúng tôi càng xúc động, trân trọng bởi thôn Bảo Vinh có nhiều gia đình cũng bị thiệt hại, ảnh hưởng do bão lũ, đất đá tràn vào nhà cửa. Nhưng tất cả đều gác lại để đồng hành với bộ đội giúp người dân làng nổ vơi bớt nỗi đau, chung sức đồng lòng với cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn nơi đây. Còn có rất nhiều cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân thấy bộ đội gắng sức giữa bùn lầy suối sâu tìm kiếm nạn nhân, bà con dân làng ai cũng cảm động. Trong lúc nguy nan nhất, bộ đội trở thành điểm tựa vững chắc của đồng bào. Đáp lại tình cảm ấy, nhân dân làng trên xóm dưới đều chung sức ủng hộ, giúp đỡ chăm lo cho bộ đội. Công việc tìm kiếm nạn nhân mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai gian khổ, hiểm nguy, nhưng rất nhiều người dân sung phong cùng thực hiện nhiệm vụ với đơn vị, tham gia tìm kiếm nạn nhân, dẫn đường, canh gác, cảnh giới, nấu cơm giúp bộ đội, tình đoàn kết quân dân tạo thành sức mạnh to lớn trong công tác khắc phục hậu quả lũ quét sạt lở nơi này. Đại úy Nguyễn Văn Triệu, phó tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8 trung đoàn 98 cho biết, nhiệm vụ rất khó khăn, vất vả nhưng cán bộ chiến sĩ luôn được nhân dân giúp đỡ đùm bọc. Đây là tài sản vô giá mà chúng tôi luôn giữ gìn, bồi đắp, phát huy trong thực hiện nhiệm vụ đặc biệt nơi này cũng như trong suốt quá trình công tác tại đơn vị bộ đội chủ động đến lúc nhân dân hoạn nạn khó khăn còn nhân dân cũng hết lòng giúp đỡ bộ đội hoàn thành nhiệm vụ trong gian khó tình quân dân càng thêm khăng khít biết ơn bộ đội đã tích cực tìm kiếm và đưa thi thể chồng mình về lo hậu sự chị hoàng thị bóng ở làng nụ nghẹn ngào chẳng biết lấy gì đền đáp được công ơn bộ đội nhân dân làng nụ biết ơn bộ đội cụ hồ nhiều lắm quý vị nghĩ như thế nào về sự việc này hãy để lại những lời cầu chúc an lành nhất tới những người dân đang oàn mình gánh chịu ảnh hưởng do bão lũ ở phần bình luận cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này